Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy các bạn ơi, hôm nay là đội mình lại có một trò chơi đây, là bánh mì treo dây chỉ. Chân của mấy bạn này để xem bạn nào khéo léo, ai sẽ là người ăn bánh mì trước. Đấy, bây giờ là luật chơi là các bạn co chân lên để cho cái bánh mì nó rơi xuống, là để các bạn há mồm ra để thử ăn nha. Các bạn đứng xa ra ra ra, mấy ông này đứng gần nhau quá nghe chưa. Được rồi, đấy yên, tôi đi chỉnh, tôi phải đi chỉnh cái bánh mì nó xa xa nha, làm tí để cho nó dễ, có lời ngã gặp nhau. Rồi, đó. Rồi, đứng đây. Đấy, thấy chưa? Rồi, đây này, chuẩn bị nhá. Bắt đầu, anh nào ăn xong hết là người chiến thắng nha. Bắt đầu đây. Co chân lên, co chân ngao lên, khéo leo, đừng chắc vào. Chỉ đấy các bạn thấy chồng ấy treo kiểu là mỡ treo miệng mèo ấy, nhưng mà ăn ở đâu đây này đấy. Không bím vào nhau, không được bám vào nhau. Đấy, đấy, yêu ông kia thẳng mồm rồi đấy. Đây, vào đâu này này, các bạn này, vào đâu này. Đấy, đấy, đấy. Đây, quay toàn thể 3, 4 cái bạn này như này. Đứng vững bây giờ các bạn, đứng vững xong rồi co một chiếc lên thật là vững vàng nhá. Đấy, gì trồng chân kìa. Chưa đâu được cái nào, mà đâu được cái gì đâu xong rồi. Đấy, các bạn. Cái ông ngạo nhỏ nhỏ đứng dậy xuống, không có chạm mọi người. Đây này, đấy ông này lưỡi như lưỡi rắn, nhưng không nói tha, có cho lên. À, ông kia cầm được rồi. Có chân lên thì để bánh mì ra nó rơi xuống. Phải co chân lên thì bánh mì rơi xuống. Ông con này rất khôn này này. Đấy, ông cho ngay tay và ông cầm, ông túm dây xuống. Co chân lên. Đấy, hai ở đấy, ông kia vượt mồm. Đây, ông này, đây. Đây kìa. À, đây kìa, bạn này nó được một miếng rồi nhá. Đấy, bạn nữ này là được một miếng rồi. Nhưng mà hơi bị ra nào, còn ông này thì lúc nãy dùng tay biện nửa cái rồi. Đây, còn hai thì ông này. Đấy. Đấy. Đây các bạn nhìn, quay sát cận cảnh luôn đây này. Cận cảnh luôn này, co chân lên. Đấy, cao co đấy, co chân lên, co chân lên. Được chưa? À, ông này được miếng rồi này. Đấy, tất cả mỗi người đều được miếng rồi, nhưng mà chưa ông nào ăn xong trước. Xem nào, ai là người xong trước không? Ai, ủi, ông này không chưa. Đấy, xem ai là người thắng. Cũng rất là ngang nhau rồi đấy. Đấy, bạn ơi, nhìn ông này này. À, ông này chịu rồi. Không được bám vào nhau. Rồi ông này gần hết rồi đấy. Ai là người gần hết, nhưng mà cấm nước bám vào nhau nhá, cấm nước dùng ngay nhá. Rồi cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Lưỡi ông kia dài lắm. Không dùng tay. Kệ nó lúc lắc là tại các ông là làm cho lúc lắc rồi, cho nên là cứ để như vậy. Không được bám vào nhau. Xa nhau ra, không được bám vào nhau. Phối hợp cái gì rồi, các ông bám vào nhau, các ông bảo phối hợp. Kìa, ông này nó bị chéo, ông này bị xoắn dây vào nhau, đang chỉnh dây rồi. Rồi, sao nào? Ông con kia sao nào? Ông con đấy là sai mấy lần rồi, phạm vi mấy lần rồi đấy. Đấy, ông to này, ông đút phát gần hết nửa cái rồi. Ngang ngửa nhau rồi đấy. Đấy các bạn ạ, trò chơi này nó rất là đòi hỏi cái sự khéo léo. Đấy các bạn ơi, đây này, chính cái ngang của cái bạn lớn này lại dễ nhá. Nó ngang là nó chọi thẳng vào mồm luôn. Đấy, rồi, nghe khó khăn lắm, nghe có vẻ kiếm ăn một miếng bánh mì rất khó khăn các bạn ạ. Vậy cho nên phải đòi hỏi cái sự khéo léo. Ba ông rúm vào nhau nhưng mà không được bám vào nhau, cho nên là càng khó nhá. Còn quả bạn nữ này mãi vẫn vậy. Chính tỏ là các bạn là đứng một chân là không khéo rồi. Quan trọng là phải là hai chân. Đấy. Đổ rồi. Hai cái đấy hình như dính vào nhau rồi sao ấy. Nó bị quặc vào nhau rồi. Quặc vào nhau thì cho sao ra. Chứ không phải chân này đâu. Đúng rồi, cái chân dơ lên là bao giờ nó cũng ngoài hơn. Rồi, hạ chân xuống đi để bánh mì lên nào. Có vẻ lâu đấy các bạn ạ. Đấy, thì giờ ăn cái bánh mì mọi khi mà đưa cho các ông ấy ăn bình thường là có khi một lúc là giờ các ông ấy chén 5 chiếc. Nhưng mà giờ từ nãy giờ chưa hết một chiếc.
Rồi cho các bạn ơi, cận cảnh nha, cận cảnh sự có nghĩa là ăn một miếng bánh mì rất khó khăn đấy. Cái này mà ông nào nóng tính là không chơi được đâu. À là đấy, quả ngang ngang này này, quả thiết kế quả ngang ngang này rất giỏi này. Nhìn trông này, các bạn nhìn chưa, nhìn chưa, đấy 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 đấy, đấy. Ai mà cắn được miếng rồi là phải giữ in chân rồi là cắn tiếp miếng nữa cho nó nhanh. Đấy, được miếng, thêm được miếng rồi. Đấy, hôm này cay rồi. Hôm này cay quá, không nghe khó. Rồi, co chân lên, co chân lên. Thì hôm kia cay rồi. Đúng kiểu mỡ treo miệng mèo. Đây này, đây này, đấy, cái quả mồm đớp đi, đớp, đớp, đớp. Cơ có ông, cho nó lủng lẳng ở trước mồm xong có ông còn đớp một cái cơ. Thôi ai, sao nào, cố gắng lên để mà bạn ăn thế nào. Gì? Cái ông con kia mới là khôn kìa, ông con cần cho tay chỉnh kìa. Đây cái ông con nhá, cái ông con rất khôn, cho tay chỉnh. Đây các bạn thấy không, gì rồi. Khó khăn, nói chung là rất khó các bạn ạ. Sao nào, có ông nào bỏ cuộc không? Hay chơi bằng được? Gì ông kia vượt mồm rồi, ông con kia vượt mồm rồi nhưng mà... Đấy đấy ông con lấy tay chỉnh, lấy tay chỉnh. Ông con này rất khôn này các bạn ơi. Lấy tay chỉnh không ăn được. Đấy. Lấy cho hẳn lấy tay chỉnh nhưng còn không ăn được cơ. Quả chân con phải hạ xuống. Đấy, ông kia lấy tay chỉnh lấy cả đùi gối để nâng lên nhưng mà vẫn không vào mồm. Nhìn thấy chừng. Có nghĩa là đứng vững đã, đứng hai chân thật vững xong cho co một chân lên. Đứng hai chân thật vững xong co một chân lên nhá. Rồi. Cái ông chồng tay kia đang cay à? Đang cay là không ăn được. Rồi. Đứng lừa đã. Rồi chuẩn bị nhá. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Yeah, rồi có các bạn kia đá lên rồi. Đấy các bạn ạ, rất khó khăn. À ông con kia sao lại đã cho mồm ai nhờ? Nhưng ông con kia rất ác kìa. Ông con kia rất ác kìa. À nhờ. Đấy các ông thấy phải gần về cuối rồi các ông khó ăn, nhìn ông con này. Ông con này cho mồm kiểu gì đây, mình ngoáy đi ngoáy lại phát ông đã đút cả cái bánh vào mồm rồi. Mà ông co chân được rất lâu nhá. Người nhẹ à. Trời tối nên là nó hơi khó các bạn ạ. Rồi, khả năng là phải cho các bạn nghỉ thôi, mỏi chưa, mỏi chưa? À đấy, mỏi rồi nhá, từ từ thôi. Bây giờ là không thi ăn hết nữa. Không thi ăn hết nữa mà bây giờ mình sẽ tìm xem là ai là người ngắn nhất, ai còn ngắn nhất là người đấy, bạn ấy là chiến thắng nhá. Đấy yên ra nào. Gì bạn gái này còn dài lắm. Quả ngắn ngắn này của ai đây? Quả ngắn ngắn này của ai đây? Quả thằng chơi gian. À ông ạ, yên ra nào. Ông ăn gian này, ăn gian thì bao giờ nó cũng sẽ được hơn rồi, ngắn hơn rồi đấy. Ăn gian cho cả tay, dùng cả đầu gối, dùng cả chân khào lên. Đây là của anh lớn lớn này. Còn đây là của bạn này, vẫn bạn này đây rất cố gắng. Ý đấy thấy chưa, ý đó cố gắng chưa đấy, bây giờ nhá, bạn này là ngắn nhất nhưng mà bạn cố bạn ăn gian cho nên là không tính bạn này. Mà còn anh này đấy, anh lớn lớn này là người chiến thắng rồi, tí nữa sẽ thưởng thêm cho anh bánh mì nhá, nghe chưa. Rồi mệt rồi thì chào các bạn đi, các bạn chào mọi người đi đấy, các bạn mệt rồi nhá, xin chào các bạn để mình nghỉ đây.